Thưa quý vị, dưới trời nắng nóng gần 40 độ như hiện nay, có một người dân dù đã lớn tuổi nhưng đã tự nguyện đi đào từng xẻng đất để lắp những ổ gà trên đường DH501 thuộc địa bàn xã Tam Lập, huyện Phú Giáo với mong muốn giúp cho người đi đường được an toàn hơn. Nhà tôi xa lắm, có hơn cây số lận mà tôi thấy đường lộ lủng hổ lủng hoang quá, không ai sửa thì tôi đi sửa. Kinh tế nhiều lần quá, tôi thấy tai nạn hoài, tôi thấy vậy tôi lấy xe chạy ra đây, tôi đổ đất lắp lại, mà đắp nhiều lần lắm rồi mà đất nó trôi, đất trôi hết rồi tôi cũng lắp lại nữa, đắp hoài. Trước nhà mình cũng lắp hai lần bê tông rồi, nhưng mà rồi nó cũng trốc nè, xe ben nó quẹo, nó chạy chịu không nổi rồi thôi, mình cũng biết đường nào mình làm cho nó hay hơn nữa.